Thưa quý vị, và để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một vài những gợi ý hỗ trợ quý vị có thể theo dõi hóa đơn tiền điện cũng như là lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Và quý vị có thể quét ngay mã QR code trên màn hình để chúng ta có thể tải ứng dụng được phát hành bởi Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Với ứng dụng này thì chúng ta sẽ chỉ cần đăng nhập bằng số điện thoại chính chủ. Sau đó thì quý vị hãy điền mã khách hàng PE được hiển thị trên hóa đơn tiền điện mỗi tháng để chúng ta có thể bắt đầu vào phần theo dõi hóa đơn tiền điện của chúng ta. Tại ứng dụng này thì chúng ta vừa có thể theo dõi lượng điện năng tiêu thụ mỗi tháng, đưa ra những so sánh đánh giá cũng như là có thể ước lượng dự đoán được số tiền chúng ta phải trả cho hóa đơn tiền điện của tháng sắp tới. Và đó là một vài gợi ý nhỏ của Cafe Tech hỗ trợ quý vị có thể theo dõi được hóa đơn tiền điện cũng như đưa ra được những kế hoạch tiết kiệm điện hiệu quả hơn cho nhà mình.